Như các bạn vừa thấy, tôi đã đánh mẫu các hợp âm được hình thành dựa trên âm giai đô trưởng và la thứ. Để cụ thể hơn, chúng ta xét riêng âm giai đô trưởng. Ở âm giai đô trưởng, thứ tự các nốt là đô, rê, mi, fa, son, la, si, gồm có 7 nốt. Với mỗi nốt này, chúng ta lại có một hợp âm đi kèm. Các bạn nhớ như thế, theo thứ tự chúng ta sẽ dễ nhớ các hợp âm của đô trưởng. Đầu tiên, hợp âm bậc 1 đô trưởng, hợp âm bậc 2 rê thứ, hợp âm bậc 3 mi thứ, hợp âm bậc 4 fa trưởng, hợp âm bậc 5 son trưởng, hợp âm bậc 6 la thứ và hợp âm bậc 7 si giáp. Đó, chúng ta để ý trong âm giai đô trưởng gồm có 7 hợp âm ứng với các 7 nốt nhạc. Chúng ta nên nhớ theo thứ tự đó. Và để ý đó là trong âm giai đô trưởng có 3 hợp âm trưởng và 3 hợp âm thứ, duy nhất một hợp âm giảm. 3 hợp âm trưởng ứng với các bậc 1 đô trưởng, 4 fa trưởng, 5 son trưởng. 3 hợp âm thứ ứng với 3 bậc 2 la thứ. 3 hợp âm thứ ứng với 3 bậc 2 rê thứ, 3 mi thứ, 6 la thứ. Và hợp âm giảm bao giờ cũng ứng với bậc 7, đó là si giảm. Như vậy, trong bất kỳ hợp âm giai nào, trong bất kỳ âm giai nào, chúng ta có thể xây dựng được một bộ hợp âm gồm có 3 hợp âm trưởng, 3 hợp âm thứ và một hợp âm giảm. Xét về cấu tạo, tất cả các hợp âm này đều được lấy từ những nốt trong âm giai để hình thành. Âm giai đô trưởng và âm giai la thứ tự nhiên sử dụng chung bộ nốt. Vì thế, cái bộ hợp âm chúng sử dụng cũng giống nhau.